Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào sư. Hôm nay con đến đây để xin pháp thoại vì cô hai núi Cấm đã lộ mình là người của thiên ma ba tầng đi xuống đó sư, và cũng là người bảo kê cho gia đình bé Căn Phật Tổ Hòa Sát Hồng Hòa Nhi. Hôm nay con đến đây xin sư cho bài pháp thoại để cảnh tỉnh thế gian đó sư. Dạ mô Phật. Cõi chết tôi về dương gian. Sư xác dùng, xác dùng. Xin dương gian. Được rồi, được rồi. Đi. Xin dương gian một điều. Xin dương gian một điều cho thế gian này nè. Từ đây sắp lên là cái màn của trời đất đã sắp. Tôi tại sao tôi về trên dương gian này để tôi nói chuyện cho dương gian nghe? Tại vì ở dưới cõi dưới diêm phù dưới giờ cho về cho các cái vong nhân về dương gian tất cả để làm gì? Dương gian ơi, bây giờ hỏi chứ cái vong nhân này không á, thì làm sao để nói chuyện với dương gian phải không? Toàn cầu thì giờ phải mượn, phải tá vô cái người sống đi làm gì không dương gian, để nó mượn cái khẩu thôi để nói chuyện cho dương gian biết. Rồi cõi trên là cõi trên thiên á, người ta cũng cho về nữa. Ai lên cõi thiên người ta cũng cho về luôn. Cho cái gì? Cho cái lực, lực của cõi thiên. Về làm gì? Về cũng mượn cái khẩu của thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý anh em qua YouTube. Hôm nay mấy anh em có đủ duyên lành đến công tác chuyển pháp liên hoa của thầy đang tọa lạc ở tổ chính ở phường Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì thầy rất hân hoan chào đón mấy anh em, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho mấy anh em sức khỏe dồi dào và đầy đủ năng lực để làm thiện nguyện, giúp đời, giúp người. Thì đây là một cái hành động của việc làm hướng thiện, và đồng thời đó cũng là ở theo trong đạo gọi đó là Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát hạnh nha, chứ không phải là Bồ Tát đạo nha, tại vì mình còn đang làm, tức là cái hạnh làm thôi. Thì lời nói đầu tiên thầy xin kính chào toàn thể quý vị cộng đồng mạng và quý nhà hảo tâm của nhà mình thường quân, chư tôn giáo bạn và chư đồ hữu, cùng toàn thể quý Phật tử trên toàn thế giới, lời chào nồng nhiệt nhất và trân trọng nhất, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị được phước huệ trang nghiêm A Di Đà thọ ký, một ngày mới được đầy đủ năng lượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự kiết tường như ý, cùng gia đình của quý vị là cũng như thế, mà hồi hướng công đức cho là của quyền thất tổ quý vị là sớm siêu sanh về là cảnh giới lành. Nam mô A Di Đà Phật. Di tâm đảnh lễ, nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Di tâm đảnh lễ, nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Như Lạc tôn Phật, đại trí văn thù xứ lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ, nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đầy thừa đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đồng thường giáo chủ dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, đại nguyện quang thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng Dương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chung Bồ Tát. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, hôm nay thầy pháp thầy chia sẻ, thì thầy chia sẻ cái bài chia sẻ này được mang nói danh từ là thần tiên thánh. Ở đây là thần tiên thánh thôi nha quý vị, chứ chưa vô tới Phật nha. Thầy chia cho quý vị thấy từng cấp lớp một, có nghĩa là nói về thần thì trong cái cõi ta bà của mình đang sống trên địa tạng Đức Phật dạy đó, là có thần biển, thần sông, thần núi, thần sông rạch, thần lúa, chứ là chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần ánh sáng, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, thần cát đá, thần lúa mè tre lau,
mà các vị thần này đều ở cõi ta bà của mình ở đây ha. Còn gọi chung, được mệnh danh chung là ngũ phương và ngũ thổ nha. Ở đây là nói, là nói về cõi giới thần nha. Ở điều thứ hai là cõi tiên, là tiên giới theo trong kinh Đức Phật diễn giải. Cách ở đây như chúng ta ở, cõi chúng ta đang ở đây là cõi trung giới, mà cách cõi chúng ta ở đây là cõi trời sắc giới. Thì cái cảnh giới tiên mà gần chúng ta nhất đây á, mà được mệnh danh là thần tiên đó ha, là cái cảnh giới đó là ở cõi trời sắc giới. Còn cái chỗ mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đó, là cái cõi đó cũng là cõi trời sắc giới, cũng là cõi trời sắc giới nữa. Rồi cái điều thứ ba là nói tới cái cõi thánh, là cái cõi thánh là cái cõi người này đã vượt ngoài vòng sanh tử, mà thường thường ở trong kinh Đức Phật diễn tả đó là cái cõi Trung Thiên La Hán mà này kia đó ha, là các vị thánh người ta thường ở đó. Thì cái cõi đó được là cõi giải thoát, do là tạm gọi là vô lậu, có nghĩa là không có bao giờ khổ nữa ha. Thì thời gian gần đây, tại sao có những trường hợp bên thần nổi dậy như nấm, là nguyên do thứ nhất ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ ràng, do con người mình bị cuồng loạn theo năm dục. Thứ nhất là tài, sắc, danh, thực, thùy ha. Thì năm loại này là gọi là năm cái món dục lạc mà chúng sanh bị say cuồng. Có những người bị dục lạc theo những cái trường hợp mà mình thấy đó, những cái người mà đã hiện lên ở trên mạng rồi đó ha. Thầy nói cho mấy anh em quay phim thấy nè, những người mà thường hiện lên trên mạng thời gian gần đây đó, là những này người này thường thường là rơi vào cái tánh dục nhiều đó. Cái dục đây nó có hai nghĩa, một là tham dục về ái, hai là tham dục về danh lợi nha. Hôm nay là thầy phân rõ ràng cho anh em thấy luôn nha. Thì cái tham dục về ái đó là một ngày gần đây có một số người tự xưng cuồng loạn thì cái nọ đó, rồi kể lại cuộc đời của họ như vậy vậy đó, rồi họ vô họ xưng thần xưng thánh xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế vân vân nha, rồi tự xưng là Phật tổ nữa. Thì cái cõi đó là do quỷ thần và âm hồn nó nhập của cõi ta bà này nha. Còn một cái điều thứ hai là bị danh lợi á, là những cái người này chỉ cầu tài cầu vật ha, mà không biết biết mình đang làm cái gì, cho nên là cuồng loạn trong cái danh lợi đó, mà kết hợp với một cái số người là không có được gọi là hoàn chỉnh tư tưởng nữa. Tức là sao không hoàn chỉnh tư tưởng, tức là hay biêu lộ những cái điều mà xấu xa lên cho xã hội, để mà nếu mà nói theo cái việc đời là gọi là cầu danh cầu lợi đó ha. Thì những vị này đưa lên những cái điều sai với chánh pháp, mà để cho những cái người kia đi vào cái con đường cuồng loạn rơi vào thành. Mà trong kinh Đức Phật dạy á, những cái người mà tự xưng hô thần thánh hoặc là quỷ thần hay là thế giới của loài á, là những cái loài mà tu ngàn năm ha, loài súc sanh mà tu ngàn năm, thì những người này hoàn toàn là do bị tâm mất chánh niệm và mất chánh định. Điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là những người này trong tiền thân của họ đã từng sống trong những cảnh giới đó rồi. Nếu theo tinh thần kinh Lâm Nghiêm đã dạy đấy ha, thì những người này đã từng sống trong cảnh giới đó rồi, hôm nay được tái sanh làm người nhờ cái sức tu tập của họ đó, họ tái sanh làm người, cho nên họ vẫn còn nhớ cái đường đi nước bước của họ là trong quá khứ đó, gọi là nhớ là niệm thức đó ha quý vị ha. Ở đây thầy xin thưa với quý vị cộng đồng mạng ha, đó là do họ nhớ cái niệm thức của họ. Cho nên những cái điều này là chúng ta cũng nên đáng buồn nhưng mà không buồn cho mấy. Là tại sao? Tại vì chúng ta cũng nên mừng chút xíu đi, là tại vì những người này đã chuyển hóa được làm người nha. Nhưng mà tại vì trình độ của họ tới đó mà thôi, họ khổ, họ sống họ khổ, họ không biết, thì hôm nay thầy nói ra để cho họ vượt lên nha, nói ra để cho những cái thế giới đó mà họ đang chuyên về bên thần giáo đó, đang cho họ vượt lên khỏi cái thần giáo. Tại vì Đức Phật nói á, những cái người mà còn mê loạn trong thần giáo đó, là trong ngũ hành á, là những người này còn sẽ lẫn quẩn trong tam giới và rơi vào lẫn quẩn trong dòng lục đạo luân hồi và rơi vào tam độ ác đạo tiếp tục đó. Cái nhân quả cuối cùng của những người mà tự xưng trong đời này là không phải một đời này họ mới xưng đâu, họ đã sai lầm rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi, hôm nay họ mới tỉnh được. Và trong cái thời cơ này là thời cơ của cõi âm nó đang vậy đó. Mà nếu nói theo kinh sám rồi này kia là nói cái cõi mà âm ti đó, cái cõi địa ngục đó, là những cái cõi quan hồn ngũ tử đó, những cái cõi mà âm binh đó, những cái cõi mà quan hồn quan gia trái chủ đó, đời này nó cũng dựa theo đó để mà nó nhập nó phá mấy người này, mà mấy người này không hề hay biết, là tại bị cuồng loạn nè, tâm không có chánh niệm ha. Thì cái đó là nói gì cõi thần. Cái điều thứ hai thầy nói về cái cõi tiên giới, là những người có tu trong đời này hoặc là đã có tu trong đời trước, thì cái nhân quả hiện tiền họ được an lạc,
Nhưng mà cái an lạc họ còn bị khổ là do cái phước của họ rất ít ha. Rồi những người trung trung không có khổ, được ít khổ, cũng khổ nhưng mà khổ rất ít ha. Thì do người ta đã có tạo được cái phước trung trung. Rồi cái người mà được tạo cái phước mà sung sướng đó, nhàn nhã đó mà không tiếp tục tu trong đời này thì đời sau người ta không có được gì cảnh giới tiên nha quý vị. À, nếu mà người nào có tu phước trong đời này mà tu nhiều á thì được gì cảnh giới tiên. Cái điều thứ ba, những người mà tu chứng thánh người ta không bao giờ xưng một cái gì hết, quý vị nhớ nghe, tại vì người ta đã hoàn hảo rồi, người ta không có xưng một cái gì hết. Người ta chứng thánh là người ta ở cõi trảnh thôi, chứ ai mở không đi xuống đây để mà tự xưng với mình đâu nghe. Những cái cõi xưng này, tóm lại thầy muốn nói một cái câu ngắn gọn, những cái người mà thường xưng danh xưng thánh ngày gần đây trên cộng đồng mạng, những người này hoàn toàn là một là bị ma ngũ ám nhập, hai là bị quan gia trái chủ nhập, điều thứ ba là do quỷ thần nhập, điều thứ tư là do âm hồn quán tử nhập, tức là những cái vong hồn mà ma chết quan đó, nó thấy hở tâm, nó mất tín niệm rồi là nó vô nó nhập. Nó tùy theo cái lối nói của nó để nó tạo cái niềm tin cho mọi người, nhưng mà thật sự nó không có tạo được. Là tại vì sao? Nếu mà những người có quy tam bảo rồi, quy Phật quy pháp rồi, người ta nhìn vô là người ta biết mấy người này bị ma nhập liền nha. Thầy nói cho mấy anh em và cộng đồng mạng nghe rõ chỗ này nha. Những người mà có tôn giáo chỉ dẫn rồi là người ta luôn luôn có chánh tâm, chánh niệm và chánh định. Quý vị cứ nhớ đi, những cái người thường thường xưng thần xưng thánh đó, ở tại sao trong đất nước Việt Nam mình mà chỉ có một cái khu vực ở trên vùng núi có thôi, thấy không? Bên Mỹ không có đi nha, bên Nhật không có đi, bên Pháp không có đi, mà tại sao ở Việt Nam mình có, mà có ở đây không có ngay vùng đồng bằng này mà lại có vùng núi là tại sao quý vị biết không? Tại vì thường thường á, bên vùng núi đó đó có những người tu tà pháp rất là nhiều đó. Tu tà pháp là cái gì? Tu tà pháp là luyện những cái âm hồn đó, nó luyện rất là nhiều, gọi là giảng pháp đó, tóm lại gọi là giảng pháp đó. Cho nên á, là con người mình bị dễ dụ dẫn lắm, tại vì tà pháp nó rất là linh nha quý vị. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi, nó dẫn dụ người ta đi vào con đường cùng rồi nó sẽ tự xưng thần xưng thánh, rồi ai thích á xưng thần xưng thánh, ai thích mê thích cái đó thì nó sẽ dẫn dụ mình vào con đường tà đạo, con đường tà tâm, con đường ngu si luôn. Thậm chí là sau khi hết phước báo của cái thân này sẽ rơi vào tam đồ ác đạo luôn đó. Cho nên bây giờ thầy lên cái lời nói hôm nay, thầy xin chia sẻ cho mọi người chúng ta hãy tỉnh giác lại. Nếu đã được làm thân người khó được, Phật pháp khó nghe, việc thiện khó làm, tính tâm khó khởi, thì quý vị đã có tính tâm với đạo Phật mà quý vị làm bên thần giáo là quý vị sẽ rơi vào thần giáo. Ở đây thầy nhắc rõ cho quý vị nghe, mến Phật thì trở về với Phật, mến thánh thì trở về với thánh, mến thần thì trở về với thần. À, ngu mê ở nhập thì sẽ rơi vào cõi ngu mê ở nhập. Cái này là tự mình chọn nghe, chứ không phải đây là Minh Đạo nói nghe, mà ở đây cũng không phải là sư Minh Đạo nói nghe, mà đây là lời nói của chân lý và nhân quả rõ ràng. Tại vì cái đó là sở thích của con người mình. Tại sao? Tại vì Đức Phật nói như thế này nè, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà Đức Phật đề cao con người mình hơn là tại sao? Tại vì cái nhân phẩm con người mình nó đã có đầy đủ ngũ hành và đầy đủ ngũ tạng. Tại sao? Tại vì cái thân ngũ tạng của mình nó sanh ra ngũ hành quý vị. Mà con người mình được thành con người đây á là do đất nước hiệp lệ thành, cho nên mình mới thành tựu được cái thân người này ha. Mà hôm nay chúng ta không hướng về con đường lành, không hướng về con đường thiện, mà chúng ta còn ngu mê theo cái tư tưởng loạn vọng của mình, mà cứ chạy theo cái nghiệp thức cũ mà Đức Phật gọi ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó. Đức Phật nói là mình đi theo cái tiềm thức ngu muội mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã sống trong cái loài đó đó. Sau khi Đức Phật thành chánh đẳng chánh giác, ngài dùng túc mạng minh ngài quan sát lại, ngài thấy tiền thân của ngài nằm trong các loài, nhưng ngài khác chúng sanh chỗ này. À, thầy nói chỗ này quý vị để ý nghe, Đức Phật khác chúng sanh ở chỗ này nè, là ngài thấy trong tiền kiếp nào ngài cũng là người con có hiếu cả, điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là ngài là người luôn luôn ý thức cuộc sống đó, dù là trong loài nào, trong loài vật nào, ngài cũng luôn luôn ý thức cuộc sống. Cho nên á, cuối cùng sau khi ngài thành chánh đẳng chánh giác rồi á, ngài mới đem cái chuyện này kể lại cho tất cả hàng đệ tử nghe. Thì ngài A Nan mới kết tập lại đó là chỉ rõ tiền thân của Đức Phật là như thế nào thế nào. À, quý vị nói tới đây là để thầy kể tôi luôn cái mẫu chuyện của Đức Phật cho quý vị nghe. Có một tiền kiếp ở trong kinh Mục Liên Sấm Pháp để như thế này nè, ha, là chim quanh vỏ ha, đi lấy núi lúa về nuôi cha mẹ ở trên cây, mà cha mẹ trong lúc đó bị mù nha. Thì nuôi rồi á, thì cái người nông dân á
mới thấy con chim sao nó đến đây nó lấy lúa hoài à, mới tức giận đi, bủa lưới dây bắt con chim này. Mà quý vị biết nha, thường thường ở bài xưa mình nói á, ngày xưa con vật á, muôn loài vạn vật nó biết nói chuyện tiếng người nha quý vị nha. Nhưng mà tại con người mình á, một lát nữa thầy nói tới chỗ con người cho nghe, biết nói tiếng người, cho nên khi á, là con chim quanh vỏ bị cái người nông dân bắt rồi đó, thì người nông dân mới hỏi tại sao người đến đây lấy lúa để làm gì. Thì con chim quanh vỏ nó là tôi lấy lúa về nuôi cha mẹ tôi ở trên cây, cha mẹ tôi bị mù. Thì cái người nông dân mới cảm động rằng con vật mà nó có cái tình nhân, nó có tình của con người nha, và đồng thời nó có được cái tâm hiếu nữa, cho nên người nông dân này cảm động mới nói với con chim như thế này nè, như vậy thì từ đây về sau ngươi đến đây cứ lấy lúa nha, ta không bắt nhận ngươi nữa và ta chấp nhận bố thí cho ngươi nha. Thì để nói tới cái chuyện này rồi kết thúc cái chuyện này á, nó là như thế này, là ngài A Nan á, là ngài thấy được cái chuyện này cho nên là ngài mới là biết và hỏi lại. Thì Đức Phật kể cái tiền kiếp của Ma Nan là bác nông dân, còn Đức Phật là con chim con vỏ đó quý vị. Không, cho nên thầy nói với quý vị, khi giác hay là mê là do mình thôi. Sở dĩ hôm nay quý vị cà tỉnh cà tân đi vào thần đạo, đi vào thần giáo, đi theo đó là mê tín dị đoan, là tại vì tiền kiếp quý vị đã quân tập sâu nặng quá rồi. Không, mà quý vị không bao giờ chịu nghe những người có cái tâm ý thức giác ngộ cuộc đời, ý thức được cái tâm mê, mà quý vị cứ chạy theo cái gọi là, mà nếu hôm nay làm người đó Đức Phật gọi là ngũ dục đó nha. Còn á là làm thú á, thì quý vị mê trong quần thú, cho nên cái thú tánh mình nó còn. Trong kinh Pháp Hoa diễn tả như thế này nè, ngài Vô Diệu Trang Nghiêm á có hai người con, một người con tên là Tịnh Tạng, một người con tên là Tịnh Nhãn nha. Mà cái người con Tịnh Nhãn á là chứng tất cả các pháp bí mật Đà La Ni, à là thấy được các pháp rõ ràng, cho nên được chứng là tất cả các pháp Đà La Ni. Còn cái người mà Tịnh Tạng á, tại sao mang Tịnh Tạng quý vị biết không? Thì thứ nhất là người này ly chư ác thúc, có nghĩa là lìa bỏ những cái ác thúc tánh của mình. Cái điều thứ hai là bỏ sạch đi những cái thúc tánh nằm ở trong cái tâm địa của mình, cho nên là không còn những cái sát thú nằm trong đó nữa. Vì chỗ đó cho nên vị này mới chứng là ly chư ác thúc tam muội, và chứng nhiều cái pháp Đà La Ni tam muội nữa, chứ không phải là một pháp. Còn hôm nay nếu mà quý vị muốn thành Phật, tự xưng là Phật, tự xưng là Thánh, sự tự xưng là Thiên Thần, tự xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là tự xưng rằng là Na Tra Đại Thánh gì đó cho dân ha, thì quý vị muốn xưng như vậy thì quý vị phải ly cái chữ ác thú bản thân của mình đi. Là sao? Có nghĩa là những cái thú tánh mê muội của mình hãy bỏ đi, thì mình mới có thể chứng vào cái ngôi vị này được. Còn nếu quý vị nào còn tự xưng như thế này là cái người này còn mê muội thì không bao giờ ly chư ác thú được. Ly chư ác thú tam muội có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lìa bỏ những thú tánh ngu muội thì mình mới chứng nhập được tam muội, thấy không? Còn quý vị tự xưng danh xưng tánh tức là mình không còn tính người, cho nên mình mới cho mình hơn người ta. À, tại sao? Tại vì đó là ác pháp rồi. Tại vì con người á là có cái sự nhu hòa nè. Ha, sống là hòa nhập với mọi người bằng nhau chứ không có sự hơn thua, mà sống mà có ý hơn thua người khác thì tức là cái đó là cái thú tánh rồi. Cho nên con người mình, nguồn gốc nguyên thủy của con người mình 4.000 năm văn hiến ha, xét lại con người mình từ nguyên thủy mà ra đó là dưỡng người. Quý vị có đồng ý với thầy không? À, từ dưỡng người mà ra, cho nên cái dưỡng người mà thông minh nhất á, tuyệt đỉnh bây giờ là nhà khoa học. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái đó là những người thương buôn, cái đó là những nhà tu sĩ, quý vị thấy không? Đó, rồi cái đó là những người là người ta gọi là nó có thứ lớp ở trong cái văn văn gọi cái ngôn ngữ gọi ở trong cái thế gian thường dùng đó, à, sĩ năm công thương đó quý vị, thấy không? Sĩ năm công thương đó. Cho nên mình phải nắm rõ nguyên tắc này, mình coi cô mình ở cái hạng nào, thấy không? Cho nên Phật pháp á nó ban trải khắp nơi, còn cái sự thương sinh thành chân thánh này hoàn toàn quý vị để ý coi, hoàn toàn là những dân không có trí không à. Ở đây thầy cũng chê nha, toàn là những dân ở nông thôn địa phương không à, chứ không phải là người dân trí như thầy vừa nói rồi. Sĩ nông công thương, sĩ nông công thương, sĩ là những người học vấn giỏi nè, các nhà kỹ sư bác học, rồi luôn trong đó có tu sĩ nữa, rồi những người thanh liêm nữa, là người ta có cái tánh sĩ là liêm, là liêm sĩ đó quý vị, thấy không? Còn những người không có cái tánh liêm sĩ thì họ mới mê muội, thấy chưa? Thì mê muội là sao? Là cái hạng thấp cấp, thấp cấp cho nên nó mới mê muội. Thì nó mê muội là nó còn những cái thú tánh còn, tại vì mình là từ dưỡng người biến thành mà, thấy không? Thì những cái thú tánh còn thì không phải một loại thú đâu nha. Đức Phật quan sát rằng mỗi chúng sanh đều có ác thú tánh hết. Bây giờ quý vị đâu, quý vị không có thú tánh phải không?
Bây giờ xin lỗi vậy nha. Tại sao có người thích đó là chuyện này thích, người thích chuyện kia, có người thích đó là chém giết lẫn nhau, có người thích là sâu xé lẫn nhau, có phải là ác thú tánh không? Cái ác thú tánh của mình bây giờ mình tự phô bày ra nữa, người ta không có cho mình là như vậy. Mình là con người, người ta gọi mình là con người mà rốt cuộc mình tự xưng mình là con thú nữa. Thấy không? Thấy rõ ràng cái thú tánh mình quá nặng không? Đó. Rồi bây giờ cái người kia thích làm ông trời là tại sao? Là tại vì tiền kiếp trước đã từng làm trời, bị phạm giới rồi rớt xuống đây, cho nên bây giờ còn nhớ trời lại, cho nên bây giờ xuống đây vẫn còn nhớ cái tư tưởng trên, cho nên là nó mê muội, gọi là mê muội. Mình xuống trần thì mình nhớ trần đi, bây giờ nhớ lại trời không à, cho nên mới tự xưng là ông trời, cho nên nó mới bậy. Thấy không? Nó gọi là mê. Có cái lòng tin vững chắc nhưng mà cuối cùng bị mê, gọi là mê tín. Thấy chưa? Rồi một người nữa là từ ở cõi thánh xuống, từng đi quậy trời phá nước ở trên cảnh á, xưng là Na Tra Dương Tiễn gì trên đó á, rồi xuống đây nữa, cuối cùng á là cũng bị mê luôn. Thấy không? Mượn hình trá hình làm, rồi thấy ta làm khoái quá làm theo, đôi khi khoái quá làm theo cái vọng thức đó mà trở thành mê, thì gọi là mê tín luôn. Thấy không? Thì như vậy là thần giáo hay là tiên giáo hay là trở thành thánh giáo là do mình thôi. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh là nhất thiết di tâm tạo. Tại sao chúng ta có tánh Phật mà chúng ta không chịu giác ngộ? Phải không? Mà chúng ta phải mê theo cái chuyện này là tại vì chúng ta thích. Thấy gì không? Trong đạo nó, trong đạo Đức Phật có nói chỗ tôi kinh Thủ Lăng Nghiêm nè. Cái phần sắc ấm đó quý vị. Cái phần sắc ấm nó có cái thích trong đó đó. Nha. Cái phần sắc ấm nó có cái loại ma mà ma thứ 10 đó là cái ma thích thú. Thích thú là cái gì? Là thích muôn loài thú. Quý vị thấy không? Thích muôn loài thú là gọi là thích thú đó. Có nghĩa là cái thú gì cũng thích hết trơn á. Cho nên có nhiều người, quý vị thấy không, làm con người sung sướng thấy mồ không chịu, mà đội hình vô, họ đội lớp vô, cái con thú vô, là tại vì họ thích thú mà. Họ còn nhớ là cái bản năng thú tính của họ, cho nên họ thích điều đó, họ làm điều đó. Tuy rằng là đóng tuồng chơi thôi, nhưng mà đó cũng là do sở thích, là do tâm mê nó còn. Quý vị thấy không? Cái tâm mê nó còn, tâm mê nó chưa có được nhớ cái con đường mới thức thì đây, có nghĩa là mới chuyển kiếp làm người của kiếp này hay là sao đó, cho nên nó còn nhớ là tánh thú hoài. Còn những người mà ta chuyển kiếp được làm người nhiều đời nhiều kiếp rồi thì người ta thấy mấy cái đó ta không thích, quý vị thấy không? Cái chỗ thích đó Đức Phật nói trong kinh Đăng Lăng Nghiêm á, Đức Phật coi gọi cái đó là tiềm thức đó. Mà còn nói sâu hơn chút nữa là A lại gia thức đó, quý vị. Trong Bát Thức Tâm Dương mà kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy đó, là nó là A lại gia thức đó, là một cái cuồng phim nó quay vô, nó quay vô, nó quay vô nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ tự nhiên tới kiếp này làm người, tự nhiên nó xả ra, nó nhớ cái tốn cho nó quên kiếp người hiện tại đi. Cho nên nó mới mang hình thú. Quý vị thấy rõ ra không? Mà chẳng những mang mà còn phô trương nữa. Thấy không? Thì A Di Đà Phật dài là thầy chia sẻ cùng quý vị, nếu mà ai mến thần, ai mê tín thì thầy nói rõ nhân quả cho quý vị nghe luôn nha. Sau khi chết cái xác thân này, quý vị sẽ rơi vào tam đồ ác đạo. Đó là quy tắc tự nhiên, tại mình mê tín. Cái điều thứ hai, nếu mà người nào chánh tín lo tu 10 điều thiện nè, thân có 3 nghiệp, sát sanh, đạo tặc, dâm loạn, là ba cái này mình dừng lại, mình làm điều chân chánh hết, là thiện hết. Rồi miệng á có 4 cái là lưỡng ác khẩu nè, nói vừa lưỡi vừa chiều nè, nói lời thương dạch nè, nói lời ác khẩu, nói lời ý ngữ nè, là 4 cái này mình đổi là lời, nói lời chân chánh, nói lời dị hòa, nói lời hiền hòa, nói lời là ôn hòa với mọi người, và nói lời chân chánh, nói lời trung thực, chân chánh mà còn trung thực nữa, thì mình sẽ thoát ra cái này, thì mình sẽ được về cõi trời, gọi là sanh tiên đó. Rồi cộng thêm 3 cái nữa là bỏ tham sân si đó. Mình đừng có cảm thấy rằng mình hơn mọi người là mình có cái lòng tham quá cao rồi đó. Rồi mình người ta chia sẻ giúp cho mình mà mình cảm thấy nóng giận, mình muốn hơn cô lại với người ta, đó là tánh sân hận của mình, là tánh thú nó còn đó. Rồi cái si mê của mình luôn luôn mê theo những điều tà dại, đó là cái si mê đó, thì mình không thể nào thành tiên được, dù mình có xưng cỡ nào đi chăng nữa thì sau này mình cũng rơi vào tam đồ ác đạo thôi đó. Rồi một cái điều cuối cùng nữa, thầy Minh Đạo sau khi rời bậc giảng chia sẻ cho quý vị, nếu muốn thành thánh nhân thì quý vị hãy trở lại với bản giác của mình, thấy mọi việc mình từ bỏ hết đi, xa lìa hết đi, và mình sống một cách chân chánh theo bát chánh đạo. Điều thứ nhất thấy rõ ràng, điều thứ hai suy nghĩ chân chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, rồi chánh mạng, rồi là chánh niệm, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nghiệp, rồi là chánh là tinh tấn, rồi chánh niệm, chánh niệm, chánh định, là 8 cái chánh này quý vị giữ đi, làm đúng như vậy thì quý vị sẽ trở lại với con đường chánh giác, là trở thành thánh liền nha. Vậy là chia sẻ, mong quý vị cộng đồng mạng ai thấy nghe được cái clip này thì quý vị đời đời tăng phước báo, sẽ cầu sẽ đắc điều thành tựu.
cầu nguyện cho những ai còn mê trong cái thế giới của thần đạo, quý vị hãy quay đầu đi, còn kịp, còn mang thân người là còn quay đầu kịp đó quý vị. Thì quý vị hướng giờ về con đường lành đi, theo những cái quy trình mà thầy vừa nói rồi đó. Quý vị thành tựu, quý vị hành đi, thì thầy hồi hướng công đức này cho quý vị đời đời tăng phước báo, sở cầu sẽ đắc điều thành tựu và sớm thâm nhập được giới định tuệ để trở thành con đường chánh đẳng chánh giác, chứ để không thôi nó xa đọa vào tam đạo, tam đồ ác đạo là khổ lắm đó nghe quý vị.